Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Như tiêu đề của các bạn đã đọc thì hôm nay mình có một bài so sánh chi tiết giữa hai sản phẩm là MacBook Pro 2017 và MacBook Air 2018. Đây là hai sản phẩm được rất nhiều khách hàng của Mark One quan tâm đưa ra so sánh để lựa chọn với nhau trong cùng một mức giá là 25 triệu. Vậy bạn phù hợp với chiếc MacBook nào? Cùng theo dõi với mình trong video ngày hôm nay nhé. Mark One, số 1 về Mac. Đầu tiên là về phần thiết kế thì ơn rồi, sau bao nhiêu năm cuối cùng Apple cũng đã thay cho chiếc MacBook Air 2018 một chiếc áo mới. À không, không chỉ là một chiếc áo đâu mà là cả một body mới luôn. MacBook Air đã có thêm các màu mới để người dùng lựa chọn như là Gold, Silver hay Spray Gray. Còn MacBook Pro 2017 thì sao? Nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế lầm lì từ 2016, tuy nhiên thì vẫn toát lên một sự sang trọng và nam tính cho anh em. Bên ngoài thì cả hai chiếc máy này đều có thiết kế khá là giống nhau, tuy nhiên thì MacBook Air 2018 lại được vắt mỏng về phần dưới, tạo sự mỏng nhẹ đúng như cái tên Air của nó vậy. MacBook Pro 2017 thì lại có một cảm giác chắc chắn và vương vức. Về thiết kế thì tùy sở thích mỗi người, mình là con trai thì mình nghiêng về MacBook Pro hơn, bởi vì MacBook Pro luôn tạo cho mình một cảm giác nam tính và chắc chắn hơn. Phần thứ hai là về phần bàn phím và trackpad. Bàn phím trên MacBook Pro 2017 là Butterfly thế hệ thứ 2, cảm giác gõ không còn tiếng kêu như MacBook Pro 2016, nhưng nó vẫn chưa thực sự là đã tay. Còn MacBook Air 2018 là bàn phím đời thứ 3, bên dưới sẽ có thêm một lớp silicone để khắc phục tiếng ồn cũng như bụi kẹt phím, gõ đã nảy hơn trước. Nhưng đối với mình thì Apple vẫn có thể làm tốt hơn được nữa, hơi tiếc. Cả hai thì đều được trang bị đèn nền bàn phím, hỗ trợ người dùng ngay cả trong điều kiện không đủ sáng. Trackpad thì cả trên hai máy đều được trang bị công nghệ Force Touch, tuy nhiên thì diện tích trên MacBook Pro lớn hơn với 5.3 x 3.3 inch, còn trên MacBook Air 2018 thì là 4.6 x 3.1 inch. To hơn thì vẫn luôn thích hơn, mình thì đánh giá cao phần này trên MacBook Pro 2017. Tiếp theo đến là phần màn hình, và ơn rồi một lần nữa, Apple cuối cùng cũng đã trang bị màn hình Retina 2K trên MacBook Air 2018. Cả hai màn hình trên hai sản phẩm thì đều có kích thước là 13.3 inch, cho độ phân giải là 2560x1600, mật độ điểm ảnh là 227 PPI. Thông số thì hai màn hình này có vẻ là ngang nhau, nhưng thực chất là trên MacBook Pro 2017 lại tốt hơn MacBook Air 2018 về mặt hiển thị, do màn hình trên MacBook Pro 2017 có độ phủ màu sắc cao hơn, đạt tới 123% sRGB, cao hơn rất nhiều trên MacBook Air 2018 chỉ là 109%. Độ sáng cũng cao hơn trong khi MacBook Pro 2017 đạt 458 nit, còn MacBook Air 2018 chỉ là 234 nit. Sử dụng ngoài trời thì MacBook Pro 2017 sẽ đáp ứng tốt hơn. Tiếp theo đến là phần thời lượng pin. Trên MacBook Pro 2017 cho thời gian sử dụng hỗn hợp lên từ 5 đến 6 tiếng, còn MacBook Air 2018 thì sẽ được từ 8 đến 10 tiếng tùy từng nhu cầu sử dụng. Về phần này thì mình luôn đánh giá cao trên MacBook Air 2018 hơn, bởi vì đây cũng là một điểm mà Apple đã duy trì rất tốt trên các dòng MacBook Air từ trước. Cả hai sản phẩm thì đều được trang bị hai cổng kết nối Thunderbolt 3 và một cổng tai nghe 3.5mm. Việc cắt bỏ các cổng kết nối làm cho người dùng khá khó khăn trong việc kết nối với các thiết bị ngoại vi. Cá nhân mình nghĩ thì việc này sẽ gây bất tiện cho người dùng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì Apple luôn đi đầu xu hướng, minh chứng là việc Apple đã bỏ ổ đĩa trên Mac từ năm 2012, và kết quả là sau đó thì cũng còn ai dùng tới cái ổ đĩa cứng đó đâu, phải không nào? Về điểm này thì mình hoàn toàn tin vào Apple. Về phần bảo mật thì MacBook Air 2018 lại tỏ ra nhỉnh hơn trên MacBook Pro 2017, do được sinh sau đẻ muộn nên được trang bị con chip T2 để dữ liệu mã hóa tốt hơn, cho phép gọi Hey Siri bằng giọng nói đi kèm với cảm biến vân tay một chạm. Về điều này thì MacBook Pro 2017 thì lại không có. MacBook Pro 2017 thì được trang bị con chip i5-7267U thế hệ thứ 7 đi kèm với 8GB. Kết quả đo được với phần mềm Geekbench 4 đạt 9213 điểm cho bài kiểm tra hiệu năng chung. Ổ cứng SSD 128GB cho tốc độ đọc lên tới 727 MB/s. Còn MacBook Air 2018 thì sử dụng con chip i5-8210i. Có thể nhiều bạn không biết thì đây là dòng chip rất tiết kiệm điện, đo được trên phần mềm Geekbench 4 đạt 7871 điểm. Bù đắp lại cho hiệu năng yếu thì là tốc độ đọc ghi trên MacBook Air 2018 cực kỳ ấn tượng, lên tới 2.1GB/s. We'll be right back.
thì nếu bạn đang là người cần cho mình một chiếc MacBook có thiết kế chắc chắn, vững vững, có hiệu năng tốt để phục vụ công việc thì MacBook Pro 2017 sẽ chính là sự lựa chọn cho bạn. Còn MacBook Air 2018 thì sao? Nó sẽ phục vụ cho những ai có nhu cầu làm việc ở mức nhẹ nhàng, cần một thời lượng pin tốt và dễ dàng di chuyển. Và mình là một trong những số đấy. Còn các bạn, chiếc MacBook nào sẽ phù hợp với các bạn hơn? Cùng comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.